Xin chào các bạn, ở đây mình đang có mẫu điện thoại Sony Ericsson Walkman. Nó có thể xem là mẫu Walkman cuối cùng, bởi vì sau đó thì Sony đã hợp nhất cùng với lại các cái thương hiệu giải trí để tạo nên một cái dòng sản phẩm Saito. Thì đây là chiếc Walkman đầu tiên cũng sở hữu đó là jack cắm tai nghe 350 mm. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng trên tay đánh giá nhanh và so sánh nó với chiếc iPhone 11 Pro để bạn thấy rằng là iPhone 11 Pro nó phế như nào. Điểm đầu tiên thì mình muốn nói với mọi người đó là cái cảm giác của cái chiếc Walkman này đem lại, đó là iPhone không bao giờ có được. Bàn phím kèm đèn nền, các bạn thể nhìn thấy ở đây có những cái ánh đèn rất là lấp lánh ở bên dưới này, thì các bạn thể thoải mái nhắn tin vào buổi tối. Hoặc là các bạn biết không ạ, đây cái trò chúng ta là cho tay vào trong quần nhưng vẫn có thể nhắn tin với bạn gái được như này đấy. Và vừa thì nhắn chính xác những cái phím bấm như là 2 lần phím 2, 1 lần phím 1, vân vân và vân vân đấy, rất là tuyệt vời. Điều mà trên iPhone mình không thể làm được. Một khi đã cho tay vào trong quần thì iPhone là vô dụng luôn, bởi vì nó là màn hình cảm ứng không thôi. Điểm thứ hai mình đã nói rồi là có jack cắm tai nghe 3.5 mm, khiến cho sản phẩm này có thể thoải mái sử dụng các loại tai nghe khác. iPhone chúng ta chỉ có dòng cổng cắm Lightning mà thôi, quá là phế. Điểm thứ ba là chiếc điện thoại này hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ M2. Và nếu các bạn chưa biết thẻ nhớ M2 là gì thì đây là thẻ nhớ các bạn ạ. Đấy, thì nó cho phép ta lưu trữ thẻ lên tới 8 GB. iPhone không có thẻ nhớ, như vậy là thêm một điều nữa iPhone thua rồi. Điểm thứ tư là chiếc điện thoại này đi kèm với những phím bấm nghe nhạc một cách chuyên dụng. Các bạn muốn nghe nhạc trên iPhone à? Các bạn phải mở máy ra, các bạn bấm vào Music, vân vân. Còn chiếc điện thoại này mình đang làm cái gì cũng được, mình cần bấm vào cái logo Walkman ngay ở phía bên trái của máy, một biểu tượng làm từ kim loại thực sự đẹp và cao cấp. Sau đó bấm Play. Rồi, nếu các bạn để ý thì bên phải nó sẽ có những cái phím chơi nhạc được thiết kế theo cái tông đèn viền xung quanh là da cam rất xịn. Các bạn bấm để chơi, chuyển bài. Đấy, và mọi người sẽ còn có phím chụp hình và quay video, phím tăng giảm âm lượng ngay ở đây. Đồng thời nó đóng vai trò luôn là phím zoom, khi các bạn lướt web có thể zoom ra, zoom vào rất là tiện lợi. Điểm thứ 5 nó hơn rất so với chiếc iPhone, đó là iPhone mình muốn xem phim thì mình cầm này rất là mỏi tay, rất là bực mình. Còn chiếc này thì sẽ có một cái kickstand này, các bạn nhớ việc gạt nó ra sau là các bạn sẽ có một cái màn hình giải trí vô cùng lớn, sở hữu kích thước là 2.4 inch với hiển thị là 262.000 màu. Mà các bạn biết rồi đấy, khôi chỉ phân biệt được là màu đen và màu trắng mà thôi. Ấy vậy mà khi mà sở hữu lên đến 262.000 màu thì rõ ràng là quá là vượt trội so với cảm nhận của khôi rồi, đúng khôi? Ôi nhưng mà sao con này nhìn được của nó nhỉ? Chuyện thì em chỉ thấy màu trắng với đen là thế làm gì, chứ cái máy này là đang là màu đỏ đấy Khôi ạ nhá. Còn những ngày nào mà thấy cái máy này là màu đen và màu trắng ấy thì phải xem lại à. Ok, ta trượt lên một chút thì mặt trước mọi người sẽ nhìn thấy các phím chức năng, ví dụ như là mình có phím gọi điện này và kết thúc cuộc gọi, đúng không ạ? Ngoài ra còn phím media, phím này cho phép ta tổng hợp như là tất cả các bài hát ở trong máy, các cái video trò chơi rồi cũng như lướt web. Ở trong phần trò chơi thì có những trò chơi thượng thừa và cũng như hiện đại nhất hiện nay như là bowling, bú bồ tao, Bubble Town, đảo kim cương, guitar, Real Football của Game Lot. Và hiện tại thì không còn phát triển thương hiệu game này nữa rồi. Đây là phiên bản 2008, tức bóng đá thật đấy. Ừ, từ 12 năm trước. Và đặc biệt nó có khả năng chạy đa nhiệm, mình sẽ demo cho các bạn coi nha. Mình có thể bấm cái phím này, đấy, nó sẽ hiển thị cho chúng ta những cái ứng dụng mà đang chạy. Mình chuyển về media này, đấy. Mình bấm đa nhiệm này, mình trở về mình home nhá. Sau mình bấm đa nhiệm lần nữa, mình quay trở lại với tựa game, thấy không? Đa nhiệm nhá, xịn đâu, quá gắt. Và chơi game bằng thao tác chuyển động, nếu bạn nhìn nhá, đây là mình đang chơi bowling này, mình chọn hướng xong, sau đó mình phải bấm giữ, sau đó mình dùng tay mình quăng. À, ui bị nghiêng máy rồi, cay thật. Lại một lần nữa nha các bạn, mình sẽ ném lại pha nữa này. Rồi rồi, chuẩn bị giữ này, đấy vẫn bị nghiêng sang bên phải, cay thế nhỉ. Rồi, do vừa quay review nên mình phải làm sao để thao tác bên trong. Các bạn thấy không? Những cái trò chơi vô cùng hiện đại và cũng như là cực kỳ xịn sò, đem lại trải nghiệm chúng ta trên màn hình này là quá ấn tượng. Bên cạnh đấy nó còn sử dụng như là cụm camera phía trước để cho chúng ta có thể gọi điện với lại người yêu, cô Tinder với nhau đấy. Rồi chúng ta sẽ có giải loa ở bên dưới, thiết kế rất là đẹp và bắt mắt. Bên cạnh đấy thì phía sau này cũng có một cái giải loa và tổng cộng là nó sẽ có hai loa, như vậy là có công nghệ âm thanh stereo cho chúng ta. Và ngay trong cái việc như khi mọi người chơi nhạc thì nó cũng có hỗ trợ tính năng nghe qua stereo như thế này. Các bạn chỉ việc bấm vào nhá, sau rồi bấm tùy chọn và bấm cài đặt là chúng ta sẽ có là tăng âm stereo để có thể cải thiện được khả năng loa ngoài của nó hay hơn rất là nhiều. Bên cạnh đấy sản phẩm một sự cho chúng ta đó là hệ thống camera giống như là của thương hiệu Cybershot. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy đây, đúng không ạ? Camera người ta
Đấy, camera 8 megapixel đang có độ phân giải có thể nói là khủng nhất hiện tại trên thị trường. Và thì có những tấm ảnh sắc nét nhất, và khi các bạn bấm thì các bạn sẽ có những cái tùy chọn khác nữa, nhận diện nụ cười này, ảnh đẹp nhất best picture này, chụp toàn cảnh panorama, tức nghĩa là chỉ một camera nhưng hoạt động như ba camera khác. Đấy, ta có khung ảnh, và đây là một trong những chế độ mình yêu thích. Các bạn có thể chụp ảnh cho người yêu rồi mình sẽ test thử nha. Rồi đây. Các bạn nhìn cái mồm thằng đấy có chán không? Nhìn dã man thật. Vâng, nhưng đây là tạo khung ảnh nha, không cần phải dùng đến photo bucket này nha các bạn. Như thế là qua video lần này mình đã chia sẻ các bạn trên tay chiếc Sony Ericsson có mã là VK995. Đây là một chiếc điện thoại đem đến ta có trải nghiệm đỉnh cao về nghe nhạc với thương hiệu Walkman, cũng như sử dụng cụm camera lên tới 8.1 megapixel và có đèn flash LED để mọi người có thể chụp trong những cái điều kiện thiếu sáng. Và các bạn thấy là khi mà chúng ta mở ra thì đây chính là cách tháo nắp lưng đó. Bên trong thì sẽ có một dung lượng pin thoải mái cho các bạn có thể nghe gọi cả ngày, hoặc tập ít nhất là 2 ngày nếu các bạn là cả chơi game và xem phim và nghe nhạc nhá. Còn nếu chỉ nghe gọi không, có thể kéo lên đến 4 ngày các bạn phải sạc một lần. Quá là tuyệt vời đúng không? Nó sẽ có một cổng kết nối ngay bên này và các bạn có thể cắm nó để cóp nhạc trực tiếp từ máy tính các thứ luôn, cũng rất là được. Và các bạn nghĩ sao về cái chiếc điện thoại VK995 này, đã từng dùng hay chưa? Comment cho mình biết ý kiến bên dưới nhá. Hẹn gặp bạn trong các video lần sau. Subscribe, 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 subscrib